xuống hết mới được. Bất kỳ trong ngoài gì cũng vậy đó, từ ngoài bất nó phải xuống dưới nữa một chút xíu. Mà sao mà sau khi làm xong nó nằm dưới nữa chút xíu mới được. Còn nó lò lên là không được rồi, nó phải ngập xuống.